Chào bạn, tôi là luật sư Quách Thành Lực, đến từ công ty luật Pháp Trị. Hợp đồng vay tiền nhưng không ghi thời hạn trả nợ thì có đòi được không và bao giờ thì có thể đòi được cái người đó? Thưa mấy các bạn, rõ ràng khi bạn đi đòi con nợ thì bạn phải xác định rằng là thời hạn nào họ phải trả. Nhưng vì lý do nào đó bạn không ghi cái thời hạn trả tiền thì lúc này con nợ thường có cái câu chuyện là trong hợp đồng không có thời hạn nên lúc nào tôi thích thì tôi trả. Cái điều này có đúng không? Theo quy định của Bộ Luật Dân Sự, cụ thể là điều 469 có quy định nếu hợp đồng vay tiền mà không ghi thời hạn thì cái quyền đòi nợ của chủ nợ sẽ phát sinh trong một khoảng thời gian hợp lý. Cái khoảng thời gian hợp lý này là cái khoảng thời gian bạn sẽ báo cho con nợ về việc bạn sẽ thu hồi nợ. Và theo hướng dẫn tại nghị quyết số 01 năm 2019 ngày 11 tháng 1 năm 2019 thì tòa án sẽ xác định cái thời gian hợp lý này sẽ dựa trên từng tình huống cụ thể và đặc biệt có xác định rằng là cái thời gian hợp lý sẽ không quá 3 tháng. Như vậy, để áp dụng tương tự pháp luật thì khoảng thời gian hợp lý sẽ là khoảng thời gian không quá 3 tháng kể từ ngày mình báo cho con nợ về việc mình sẽ thu hồi nợ. Thì đây là cái khoảng thời gian bạn có quyền đòi nợ và con nợ có trách nhiệm phát sinh nghĩa vụ trả nợ cho các bạn, dù trong hợp đồng không hề quy định về cái thời hạn đòi nợ. Chào bạn, tôi là luật sư Quách Thành Lực, đến từ công ty luật Pháp Trị. Khi vay nợ, cái người cho vay ấy bị chủ nợ là cái người cho vay lãi nặng thì làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình được? Thưa với các bạn, mức lãi suất như thế nào được coi là cho vay lãi nặng? Tôi đã tính toán và đưa ra một con số chính xác, dân dã dễ hiểu cho việc vay lãi nặng. Đó là nếu một cái khoản vay của bạn mà có mức lãi suất từ 2.778 đồng trên 1 triệu trên một ngày thì được xác định là cho vay lãi nặng. Và khi bạn bị rơi vào tình trạng cho vay lãi nặng thì để tự vệ thì bạn hãy phản hồi với chủ nợ là hãy giãn nợ cho tôi, hãy bố trí cho tôi một khoảng thời gian hợp lý. Còn nếu mà anh cứ ép, cứ truy đòi tôi quá mức thì tôi có thể tố cáo ra cơ quan công an về hành vi cho vay lãi nặng của anh. Và lúc này ấy thì chúng ta mất cả chỉ lẫn trả. Đây là một cái biện pháp tự vệ mà tôi có thể cung cấp cho người vay nợ. Tất nhiên vay chúng ta sẽ trả thôi, nhưng mà nếu mà cho vay với mức lãi suất quá cao, cắt cổ thì chúng ta phải có biện pháp tự vệ của mình, đúng không các bạn? Đấy là những cái giải đáp cơ bản những cái vấn đề nổi cộm mà rất nhiều người thắc mắc. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho mọi người.